xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay mình sẽ review một cái món này khá là ngon. Rồi đây trên tay một cái gói, xem nào. Đây là giò nấm khá là lạ. Giò nấm gì đây? Nấm Lý Tưởng, tên cũng khá là chất. Giò nấm Lý Tưởng. Thành phần thì gồm có nấm tươi, nấm hương, có lại nấm bào ngư, nấm dâu tây, bào hương, mộc nhĩ và bột canh. Gói này thì khoảng 2 lạng. Và cái này sản xuất ở tại Hà Nội. Rồi, một cái thương hiệu khá là lạ, một cái sản phẩm mình thấy cũng rất là lạ luôn. Và cũng đang có khuyến mại rất là lớn, big sale. Rồi, thì xem nó có cái gì. Đây là bên ngoài bao bì của cái giò nấm này. Nhìn thấy cũng nhìn khá là giống giò thủ nhưng mà hoàn toàn không phải giò thủ nhá. Cái này là hoàn toàn là đồ ăn chay. Và hạn sử dụng đây là ngày 27/4, cái này khá là mới, hôm nay là khoảng 29 thì cái này mới sản xuất được 2 hôm. Hạn sử dụng là cái này chỉ để được đúng 1 tháng thôi. Không để lâu được. Đây là bao bì bên ngoài của nó này. Đây, cái này là cái vỏ ngoài. Khá là đẹp luôn. Đây, ngoài chưa bóc ra nhé, chưa bóc ra vội mình xem ngoài nó như nào đấy. Nhìn rất là giống giò thủ này, giò sao ấy. Và cái giá cái này thì đợi một chút thì khuyến mại như nào, bây giờ xem nào. Bây giờ cái này mình mua ở Bixi xem giá nó khoảng bao nhiêu. Giò nấm này, đây giò nấm chay thì cái này khá là rẻ, 14.500 đồng. Nét. Giò nấm chay 14.500 đồng. Như vậy cái này thì nó rơi vào khoảng là 14.200 lạng. Như vậy một cân chúng ta nhân 5 lên thì nó sẽ rơi vào khoảng là 60.000 một cân. Cũng khá là rẻ. Đây là một cái sản phẩm các bạn có thể ăn chay được. Người ăn chay thì có sử dụng cái này thì được. Bây giờ mình sẽ bóc ra bên trong cái gì. Rạch ra. Đây nó có hút, cái này là hút hết chân không này. Dù hút không, cái mình cắt ra rồi thì nó chắc là hết chân không. Để con xem bên trong nó có gì nhá. Đây có vẻ ướt hết. Cái này thì mình để trong tủ lạnh nên nó cũng khá là ẩm. Rồi, bên trong ta có miếng giò như này. Mình sẽ để một cái đĩa đây. Rồi đây là cái miếng giò đây. Mùi nó khá là thơm, mùi ấy như kiểu là mùi nem chua thôi. Rồi đây nó họ có lót một cái miếng nhựa. Đây là cái miếng giò nấm này. Vậy trong cùng có các cái miếng nấm mộc nhĩ này, nấm sò hương, sò huyết gì đấy, dù nhiều lắm. Rồi đây họ có tẩm hạt tiêu này. Và không hề có dấu hiệu bị mốc nha. Kiểm tra rất kỹ, cái nấm nó rất dễ bị mốc. Rồi khá là thơm, bây giờ mình sẽ cắt cái ra. Như vậy miếng này nó khoảng 2 lạng này. Miếng 2 lạng bằng khúc sò thôi. Chúng ta cắt ra. Mình sẽ cắt làm đôi trước. Rồi, làm đôi thì chắc nó cũng giống như ở ngoài thôi. Đây là một cái khía của nó. Thơm lắm. Đây như vậy là bên trong của nó đây. Cũng không giống hệt ở ngoài thôi, không khác gì là mấy. Rồi mình sẽ cắt nhỏ ra để ăn kèm bánh mì. Ăn bánh mì thì mình sẽ cắt kiểu như này. Chút lên cái thớt cắt cho nó dễ. Đây, có cái thớt cắt cho nó dễ. Ăn bánh mì thì mình sẽ cắt khá là mỏng. Rồi bên này cắt to quá.
sẽ ăn luôn rồi nhá, không phải. Nhưng mà chúng ta hâm lại cái này nó sẽ tan hết. Rồi để ra đây. Rồi ăn kèm bánh mì xem thế nào. Trò này thì ngon nhất là ăn với bánh mì như này. Rồi. Cái nước sốt đây mình sẽ sử dụng cái chai này. Cái chai này là chai sốt xì dầu kiểu Hàn Quốc cái gì mình không nhớ tên cái mã là cái gì. Và một chai margarine. Rồi chai này. Giờ sẽ chấm thử hai cái này. Rồi mình sẽ thử bằng hai cái sốt này. Rồi. Và đây là cái sốt xì dầu. Sốt xì dầu. Rồi, chấm thử. Đầu tiên là thử cái này với cái sốt marinara bình thường. Rồi, mời các bác nghe. Ngon lắm, trông mì ấm. Ăn kèm với mì. Chấm cái này khá là hợp. Rồi như vậy sau khi thử miếng thứ nhất của cái nấm chay này với cái này thì rất là hợp. Bây giờ mình sẽ thử với cái sốt sốt xì dầu xem hợp nhá. Rồi lấy miếng này. Là cái sốt tương đen xì dầu. Mời các bạn nha. Cái sốt này khá ngọt. Cái sốt này nó khá ngọt. Ngon. Ăn ớt thì hợp á. Cái sốt này nó không cay. Nó thì ngọt hơn. Ngon.
Trời ơi, chúng ta thử cơm cháy với cái nấm xem nào. Ngon lắm. Ngon. Như vậy chúng ta vừa ăn thử cái giò nấm chay này với cái sốt này mozzarella thường và cái sốt xì dầu tương đen Hàn Quốc này, thì mình thấy rằng thì chấm cả hai này đều ngon, hay là ăn không như này thì cũng khá là ngon. Tại vì cái giò này ăn nó không có mỡ, nó không ngấy, hoàn toàn nấm rất là dễ ăn. Ăn kèm bánh mì thì quá tuyệt vời, rất là ngon, ăn thay chả được. Rồi, như vậy chúng ta vừa review xong món giò nấm Lý Tường đến từ thương hiệu nấm Lý Tường. Thì một thật sự là một sản phẩm ui cay quá, ăn cái miếng ớt cay khá là, mình đánh giá là khá là ngon, dễ ăn và không có cái mùi mùi rất là thơm, mùi đặc trưng của nấm, và ăn kèm với các cái sốt như là mozzarella hay là cái sốt tương đen này rất là phù hợp, đặc biệt là thêm tí ớt vào thì tuyệt vời luôn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip hay ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và gặp lại. Nhớ đăng ký nhá. Rất xin cảm ơn.